cái bề ngoài nó thiếu gì nè. Nói chung giờ mình bón 3 số đi cho nó đều. Ba số 20 được không? Không. Ba số 16 được ha. Không được luôn. Để chỉ cho nghe. Thực ra nó trộn ca xen lại vô mình đâu biết. Tại nó trộn rồi mình không có biết được. Cái thằng 3 số 7 nữa. Ví dụ vậy á. 3 số 7 trộn nó không có nổi, chắc chắn phải bỏ kali lo đu vô rồi. Bởi vậy cái cây mình nó sẽ bị eo eo không tốt. Chính xác mình là mua 3 số 15 mình xài. Hoặc là mấy chỉ làm trộn vậy thôi. Đổ chắc ăn hết nè. Rồi cái quy trình của mình làm trái sao nó tôi nghe để đưa tôi điều chỉnh. Rồi nghe bây giờ. Cây bởi vì suy vô nó rồi. Bây giờ tôi điều chỉnh lại xíu. Đã làm cái cây mịn sung rồi. Khỏi còn bón lân, tại bón lân thì nó cây nó không ăn liền được đâu. Nó chắc khoảng vài tháng sau khi năm sau nó ăn á. Bởi vì là cái lân nó bón vô vậy. Điện biết nhiều bột ra. Sao hư chỗ đây xíu mà nãy vô vậy anh coi hư chỗ đây xíu chứ. Tự nhiên hư vậy hả? Tự nhiên hư, không hiểu. Sao cái ngon vậy? Cái bề ngoại nó thiếu gì nè. Cái đó thì nói chung giờ mình bón 3 số đi cho nó đều. Cho bài số 3 số với 3 số 20 được không? Hả? 3 số 20 được không? Không. 3 số 16 được ha. Không được luôn. Để chỉ cho nghe. Ta sản xuất ra ví dụ 3 số 15 mà chuẩn của người ta đi. Ví dụ như gia đa làm BM làm ví dụ vậy. Mấy em nội kia không thấy làm gì sao bán được. Đúng không? Làm 3 số 16. Thực ra nó trộn ca xen lại vô mình đâu biết. Tại nó trộn rồi mình không có biết được. Nên ví dụ như đi. Tại sao cái thằng 3 số 7 nữa. Ví dụ vậy á. 3 số 7 trộn nó không có nổi, chắc chắn phải bỏ kali lo đu vô rồi. Ừ, thì cái cây đó, ừ, cây đỏ đó, bởi vậy cái cây mình nó sẽ bị eo eo rồi em không tốt. Nói chung á thì mình thấy cái lá, mình nhìn cái vườn nào nó bón cái đó rồi ha, mình nhìn cái lá nó không có được bóng, nó móc. Mình nhìn mình biết, như tôi biết lá đó, không biết người sao này mấy ông có bón nhìn kỹ sao, tôi biết rồi đó. Giống như đi vô vườn này mình cái thấy thân nó mập này kia rồi, ông nào có bón DP cho tôi, chắc chắn luôn á. Cứ vậy đi mà nó dụng nó thiếu đạm á, bởi vì mình nó cây nó đi cái cành nó không được to á, thường thì cái thân nó mập quá mà thiếu đạm thân mập hay là dư đạm thiếu đạm cái dư cái DB á, lại thân nó mập nó nhiều DB nó mập, còn thiếu đạm, nói chung thì không cân đối thì cái cành nó không đi ra. Giờ cái ở miền Tây mình đừng có nên cắt đoạn này, ở Tây Nguyên nó cắt đoạn cải nó chứ mình đừng cắt lý do là cái mực thủy cấp mình nó ví dụ mực nước đây đi tới đây đụng cái rễ mà lấy cái đọt nó không lên lên rồi không lên ăn đưa đúng rồi đi ngang nha đúng rồi dưới nước mình mực nước nó dâng cao nó không có thấp dưới phân mình mua chính xác mình là mua 3 số 15 mình xài nha anh bây giờ của mình á mình bón 3 số 15 đi cứ một lần hoặc là mấy chỉ làm chậu vậy thôi đổ chắc ăn hết nè chậu đi nếu mình chưa có ấy được thì nên 3 số 15 cho nó đều nhưng mà cây nó cần đạm lên kali đều đó để nó phát triển bình thường á. Còn hổng là mình quất cái là nó đạm với lân đồng vậy đúng không? Nhiều vậy. Để nói về cái lân thì hiện nay mình sử dụng thay thế lân bằng DB. DB mình bón mình ăn, còn lân thì lâu ăn lắm. Nhưng tính trận này là em quýnh 3 số với DB đó. Thì anh tính nghĩ gì đó. Không quýnh 3 số cũng được rồi, không cần DB, bỏ cả DB ha. Quýnh 3 số là đều rồi đó. Muốn DB mạnh để cho lá xanh lên dày lên gì đúng không? Đó là quan trọng vậy đó. Giờ mình xịt lên đi, ví dụ bây giờ thứ hai là mình bón vậy đi. Rồi mình thấy cái cây mình nó ăn như thế nào thì mình sẽ bón thêm đến đây bao lâu mình bón lần. Cái này em vẫn cũng như là theo cây đọt đó. Vừa bút bút là bón đó. Bây giờ em nhả này nè. Khoảng cỡ 10 bữa nửa tháng rồi lá cho nó xanh. Bón bao lâu mình bón lần? Bón từng tháng. Hai gì dễ hàng tháng mình bón xong mình chia hai lần bón. Thì em rải lại hai lần không có cái đâu. Hai lần nó ba lần chứ đâu có, tại vì mình rải phân á là cây này không hết, cái đầu nó nằm từ từ châu bớt. Mình nên chia ra làm nhiều lần bón. Em ví dụ rải ký không là em chia ra hai lần, lần nửa ký. Cái cơi đọt ra là cái rễ nó ra. Cái rễ nó ra nó sẽ đang nó hết nguyên ngay xong nó ra thêm cái đầu nữa nó đi từng đầu nữa. Cái rễ nó ra nó dẫn hút hấp thu, rễ cũ nó dẫn hấp thu. Bây bón mình chia nhiều lần bón ra để cho đỡ mất phân mình. Đó. Như vậy đó. Còn bây giờ á cây nó muốn ăn nhiều hay không là do mình đó. Con bông lá mình để cho lớn trái, mình không có bung vào trái đâu. Mình bung lá, cái nó quăng hợp, cái nó đúc, cái nó quăng hợp lên, cái nó quăng hợp xong nó đưa vào trái. Chứ không phải phân nó đi từ nãy, từ rễ nó đưa vào trái, không có vụ đó.
Lớn trái thì đi trái. Không phải hả? Sai lầm rồi, sai lầm. Bởi vậy lớn trái thì cứ đưa thẳng vô trái thôi. Đâu đúng đâu anh. Cái phân, cái phân nó phải đi lên lá, nó quan hợp cái bộ máy, nhà máy của nó là ở bộ lá. Mình rút qua mình trái. Nó mới quan hợp xong, nó mới đưa thành vụ chất đường bột sơ này kia mới đưa vô lại chứ. Phân đưa vô đó đâu có ra cái gì đâu. Mà ở đây nó sợ là đưa phân bón lá, ngoài lá là sợ đi đọt rụng trái nữa. Phân bón lá đi đọt rụng trái, cái đó là cũng một lý do, nhưng mà người ta làm theo cái quy trình khác. Ví dụ như bây giờ trái nó đầu nó lớn bằng nắm tay cho lên á, bắt đầu người ta mới phun, bắt đầu người ta mới nuôi trái, phun trái lên. Còn ban đầu nuôi chi phun chi đó, trái từ nửa ký cho lên nó dám động địa. Đúng rồi, mấy bắt đầu mới dung dưỡng. Bây giờ nó lúc đó là mình có thể là mình cái từ từ luôn, là mình đi đọt cho nó đi đọt, tại đi đọt nó cây nó lớn mới phát triển tiếp nó... và cây không nó mới sung lên được, nó đủ sức nuôi trái. Nửa ký trở đi không? Chắc rồi cho bạn ạ. Thái là cái nửa ký. Đừng rồi của em ha. Rồi cái quy trình của mình làm trái sao nó tôi nghe đưa cái bây giờ. Cái lần là tại vì cây của em là em sợ cái điều em phải khống chế cà ly trắng, cà ly đồ bò. Cây khoảng 300 g nữa đó. Nó rồi bắt đầu là mới tạo mầm. Ở tạo mầm. Tạo mầm bằng gì? Lần với cà ly cao. Với một số mưa 10 đứa đó. Hai lần là bắt đầu lên phát lo. Các loại hoa cái loại nào của ai hợp với của tôi bà Dung rồi đó. Loại nước là bột, một nước một bột luôn, một ký này ký kia trong phi đúng không? Một ký tôi bà Dung với nửa chai hợp chí nửa lít cho một phi 200 em thịt trong ngoài luôn nha. Thịt lá luôn hả? Thịt lá luôn, thịt lá luôn. Em sợ lúc đó là nhiều khi cây nó em vơ xương ở ngoài thôi, là những cây kia chẳng đọt cái đó, hạn chế nó vậy đó. Đó cây bởi suy quá rồi. Thì bởi vì quơ đó là biết si đó, nhưng mà nhiều khi sợ ngăn ngừa đi đọt chút em. Rồi đợi bao lâu nó ra quả? Từ ngày lên phát lo đó là khoảng cỡ 20-25 ngày là nó lú mất cua đó. Cái mất cua thì mình giữ mất cua. Giữ mất cua hả bằng gì? Cũng loại amino này kia rồi đó. Giữ mất lá, phun lá hả? Không, phun vô mất cua hả, phun lá. Rồi tiếp theo đi. Thì cứ 10 ngày phun lần. Vô mắc cua với sâu gậy. Nó cứ dưỡng vô hoài vậy đó. Khi nào tới bệnh này kia chỉnh chen chen vô nó tới khi nào nở thôi. Chỉ phun vô bông không thôi, nói chung là lá là hà, nói chung là hạn chế luôn á. Chỉ khi là rồi giai đoạn nào bón phân, giai đoạn không phân nó nói nghe đây. Lúc lúa mắc cua là bón nè. Bón cũng như là 30-10 đi. Cho nó đạm ý cho em là cho đạm nó gây bún nó mạnh. Rồi tầm khoảng cỡ bông mặn chiếc đũa là quýnh cái 20-15 cái nữa. Rồi là gần nở là mình giải kali canxi kali bo. Trước giai đoạn nào nó đi đọt quýt chưa? Cái đó là hên xui hay sao? Hên xui luôn đó. Nếu mà lúc mà dục 30 em theo nha em ha, lúc mà dục 30-10 á, với giờ với cây nếu mà nó có tình hiện tượng phóng đọt là mình đung, còn không đung là cứ hạn chế lại. Đậm đậm đừng cho nó đi đọt đi lâu lơ mơ phóng ngay trong chỗ nghỉ. Cũng có cây thì nó ác lắm. Nó không theo với mình. Rồi sau đó thì nó xuống nghỉ rồi sao, chừng nào bón phân nữa? Xuống nghỉ là vừa rớt tay là em quýnh canxi calibon cái nữa. Là dư 6 ha, dư 6 là tập đang tháng là quýnh 11-12-18. Còn Thái thì không dám nha. Thái không dám gớ, Thái tầm khoảng cỡ từ tí cho lên á. Mới dám đá độc với nó. Hay nữa. Đó vậy đó. Rồi trong giai đoạn đó có phun dưỡng không giết gì nữa không? Dưỡng. Lúc như dưỡng nghĩ rồi phải phun dưỡng cũng phun vô trái nè. Nói gì đó. Bây giờ tôi điều chỉnh lại xíu. Rồi. Mình nghe thôi để biết nha. Thứ nhất nè. Nhất là mình đã làm cái cây mịn sung rồi, khỏi còn bón lân. Tại bón lân thì nó cây nó không ăn liền được đâu, nó chắc khoảng vài tháng sau khi năm sau nó mới ăn đó. Bởi vì là cái lân nó bón vô vị ha. Không hiệu quả ha. Không hiệu quả. Mình đã làm cây mịn sung rồi, đồng xíu nước ha. Nếu mà mình bón kali thì bón, không bón cũng được, không sao. Tại kali nó dư, nó cũng không có lấy, cũng nó làm cho cây mình nó ít lấy cái khác nữa, không sao. Cái đó là người ta thường ta không có bón, nhưng mà mình bón thì cũng được. Không ảnh hưởng gì trên, đỡ thưởng tiền thôi. Sau khi mình xử lý là mình chỉ phân hóa lý mầm hoa, là mình chỉ phun cái ví dụ như MKB hoa phun này kia đó, phun ngồi lắng thôi, không có phun vô cành.
15 MKB đồ là chỉ bởi lên đó là có con nào đó không anh? Cái đó là do người ta có khi người ta phun lân, người ta phun MKB. Cái này là quy trình tôi nói cho người biết thôi nha. Còn của tôi phun khác, cái phân hóa màu hoa đi của tôi không có vấn đề đó. Không có xài mấy cái đó. Tại vì xài cái đó vô mưa mốt nó bị mình phun vào lá thôi nha. Còn nếu ai mà phun vào thân á là nó bị mục cành. Rong rêu nó nhiều lắm. Đúng rồi. Ông nào mà ở đây cái vườn miền Tây ông vô là rêu nó nhiều lắm luôn, là cái gốc lân nó nhiều đó, nó mục cành. Còn cái ri sáo thì thời gian sau nó bỏ luôn, nó sẽ đi ra ngoài phân, nó phân nhánh đi ra ngoài, nó cành. Đi ra ngoài cành nó sẽ ra bông ngoài chứ không ở trong này. Chính xác. Đó. Thì tôi nói cho biết, còn của tôi thì phun ngồi lá vào trong cành luôn, trong phẩm luôn á, phun vào lá vào cành luôn. Khi lá phun cái nó đứng rồi nó xanh, nó làm biết nó ok ổn rồi. Đứng nó xanh, nó không có bị gì chứ. Đâu nhưng nhất vậy nha. Nó đứng rồi mà nó xanh đậm lên liền. Khi lá lụa chuyển qua anh phun rồi thấy nó xanh đậm lên. Phun cũng hai lần á. Hai lần. Rồi, tiếp theo là mình phun bát lo thì cái đó ok. Theo cái liều lượng của em là ok không? Tùy theo cây, dùng cây tơ này hay dùng cái gì đó thì tùy theo. Nói chung là khoảng một phi hoặc một chai là một ký. Chai ký thì đó này cũng chai ký thì đó tương đương vậy đó mà theo em nghĩ đó nha, là theo mà cái cây mà không được chung là nên hạn chế là dụng đúng thường. Đúng mà phun cũng hơi ít là ướt là nếu đúng. Mà đúng là như thế nè, nửa chai nửa ký trong phi thôi mình phun hai lần. Còn này mình phun mấy lần? Em phun một lần là mình nhẹ là phun hai lần cách nhau khoảng 5 bao an toàn. Thứ hai không được phun lên lá, chỉ phun vô nhánh vô thân thôi, vô cành thôi. Vô cành thôi, không được phun lá lỡ chút không sao. Phun vô đọt mình trùng lại liền. Đúng rồi đó, phun nó trùng liền rồi bởi em mấy ngừa nó đó. Ờ vậy đó nó sai đó là mình không được phun, tại vì á nó sẽ mình phân hóa mầm hoa thì cái lần nha, ví dụ như cái lần nghe MKB thì nó hấp thu qua lá, còn khi mà phun vô thân không có tác dụng. Còn cái sản phẩm của tôi thì phun vào lá có tác dụng, phun vào thân có tác dụng, giống như cái thằng kia vậy đó. Thì cái thằng này mình bắt lo mình phun là mình phun là hai lần á, định lên phun là cho nó nhẹ hàm lượng lại cho nó đỡ cây mình ha, bị sốc vậy đó. quá mạnh đừng có làm mạnh quá đó, mình làm hai lần rồi sau đó là mình để đó khô nước bình thường, chiết nước bình thường. Sau khi mắc cua nó ra mình cứ để mà khoảng chừng đây nước đủ rồi, không sợ khô đâu, khoảng 5 đến 10 phân nè, đầu mình 4 phân tưới nước cho theo bây giờ mình vô cái cây mà nó ra chừng phân nửa là mình vô nước vô phân không, cái cây nó khoảng khô nó dài quá, dài cái đó là dài rồi, 5-10 phân gì nè, 5 phân đi, tôi nói 5 phân là nó ra có thể 2 phần cây rồi đó. Biết chi không? Không ra cho dài 5-10 phân lận nha. Anh mình đẩy đọt đi, đẩy đọt để cho 11 lần sau nó không đi đọt. Ý đúng, của tôi là đẩy đọt để cho rồi cho nó nửa xu xưởng vậy là không có rớt đọt. Đúng rồi. Vậy cả cho nó xuống dần cái vò cái luôn, nó không đi đọt nữa. Đúng rồi, trái vò cái luôn là nó không đi luôn. Mình cho nó đi đọt trước. Để trong thời kỳ mà nó sổ nhị á, nó không đi đọt là nó sẽ không rụng, là nó không rụng. Mình không tốn chi phí chặn đọt, mình không tốn chi phí mua thuốc này kia đủ thứ. Mà trong khi mình đi cái bằng nó vô cái bông nó có rụng không? Đâu có, dây đó đâu có rụng. Dây đó không bao giờ rụng. Dây đó không rụng. Trước khi nở, dứt cho tôi kali trắng, ra bo vậy, kali trắng cho luôn. Kali trắng. Cây nửa ký luôn. Cái nở qua cái là cái chỗ này. Cái này 6 năm chưa? Cái này 5 tới giá là 6 năm đó. 100 gram, 600 gram vậy đó. 500. Cái nửa ký. Sau khi nó bung nở qua đấy. Chưa sẵn nở với 5 ngày, trước nở 5 ngày. Vừa ai dùng thơm bón được rồi. Đúng rồi, thơm rồi bón đó. Thơm là nó chuẩn bị nở đó. Bị nở. Mình bón xong rồi sau khi mà nó cỡ trứng cúc mình bón lại lần nữa. Chơi chân cúc chứ không phải là vừa rớt tay 10 ngày hả? Chân cúc không được à? Cây đó mình hả? Còn, này mình này còn. Ở đâu mình còn? Nó mình dằn đừng cho nó, chủ yếu đừng cho đi đọt. Nó thì dằn nó đi đừng đi đọt đó. Dằn mục đích là mình phải hiểu mình làm đó là cái gì? Mục đích gì đó? Mình làm để đừng cho đi đọt. Sau khi mà nó vậy mình nói chung là mình không có dám đụng tới dưỡng đâu. Mình không dám đụng cái phân như ông bón đâu rồi. Không dám luôn đó. Ông đừng bón phân kia hồi nãy đã đi đọt ông chết, ông cứ xịt hoài cây xin.
như làm như kiểu tôi đi thì nó sẽ, ông nãy em đâu có đụng đụng cái phân số nào chưa chưa tới lú lú bông là chỉ tới nước là chứ chưa có đụng phân sao nó trái nó lớn lớn nữa ông trái khoảng chừng chín gà chín vịt ông bón thu kali thêm nữa ông đừng có bón gì ngoài kali không. Cái lúc nở bông lú mất cua cho tới chỗ vậy là anh không bón phân luôn. Bón toàn là kali kali không thôi hoài không không rồi khi mà nó bắt đầu mình đẩy đọt nó đi ra đầu là lúc đó mình tưới nước nha, để đọt đâu mình tưới giờ mình tưới ít ít thôi chứ không tưới nhiều. Tưới nước là cây mình nó không có phân, nó tự động bung ra sao? Lúc đó cái đọt của mình là cái hoa của mình á nó có 5 phân đến 10 phân thôi. Mình lúc đó mình tưới nước để cho nó đẩy đọt. Ví dụ 5 phân đi mà không cần phân. Thôi không cần cho nước phải không? Lúc đó có phân cũng được, lúc đó phân. Lúc đó phân, phân đẩy đọt. Thì nó đưa phân đẩy đọt vô là nó mới hiệu quả không chứ. Đúng rồi, đúng rồi. Mùa tưới nước và bón phân đẩy đọt. Sau trước khi nó nở là mình bón phân kali. Được chưa? Đúng. À, những cái giai đoạn mình bón. Đừng có đụng với tôi, đừng có phun sáng mắt cua, đừng có phun gì tốn tiền, nó phun lên lá, đừng phun mấy, nhưng mà đừng có phun cái gì trên cái bông nó nhạy cảm, nó phun tầm bậy tầm bạ nó bệnh thêm nữa đâu. Bệnh quá, đen bông quá, bị bệnh rồi đâu mua thuốc xịt. Rồi sau nó vô nó ăn, nó mua thuốc sau xịt, tốn tiền. Rồi chưa, có nghĩa là mình phải lúc sửa mắt cua nó bị bệnh không? Có chứ. Có cho lúc mưa nhiều lúc bệnh mưa nhiều là bệnh luôn á, mình phải phun ngừa nó thì phải phun ngừa thuốc bệnh thôi. Thuốc bệnh, thuốc sâu ăn bông nè, bông bệnh nè, đáng thư nè. Đó cái đó quy trình chắc 10 ngày dịch lần quá thì khoảng 7 ngày 10 5 ngày 7 ngày thôi chứ đâu gì xa, trời ơi nó nhanh lắm. Bệnh như thuốc sâu thường hay đó thôi. Mình thấy vậy đó, nãy giờ không có xài gì của tôi chứ nha. Và chỉ bón phân theo cái cách của mình, ông mua giống mua phân để đòn này nè. Còn phân ba cái thùng cam dẹp bông bên đi, dẹp luôn. Còn mấy tôi chỉ cho phân bón rồi làm cái giai đoạn này bón gì rồi. Bây giờ hiện nay thì giờ chỉ bón 3-15 đi. Còn tới giai đoạn tiếp theo là khi nó trái bắt đầu nó chuẩn bị mình bón phân được cho nó đó. Tầm trái khoảng tháng này ha. Thì bắt đầu mình mới xịt dưỡng trước là xịt dưỡng để cho nó rút, nó ăn bả phân này trước để cho nó quen đã. Chứ bón phân cái nó ngọt, nó rụng á. Xịt dưỡng vô lá thì nó hút vì phân đúng rồi nó chứ không có vô trái luôn. Không bao giờ vô lá là cho nó thu qua lá trước. Mình xịt thuốc sâu thuốc rầy á này, mình thuốc sâu với thuốc bệnh á mình xịt vô trái. Còn phân bón lá này đừng xịt vô. Tại nó phân bón lá rồi mà. Rồi mình cứ là tới giai đoạn đó là mình xịt trước rồi mình hãy bón phân. Tại vì mình cho nó ăn trước trên lá trước, nhẹ trước rồi sao mình nhử mình nhấp ở dưới này lên. Lúc ban đầu mình bón ít thôi nghe, đừng có quất một đống ký ký chết nha. Bón nhẹ khoảng ví dụ như nắm thôi, xong nhử dùng từng nắm rồi nhử như vậy thôi. Thôi vậy thôi. Đúng rồi, em nãy giờ em nói là em xài cái nào cũng dữ. Thì không xài đó, có phải là mình làm cho nó nặng chi phí. Giảm chi phí mà nó đúng chứ. Mình bón phân á, mình bón nhiều quá nó trâu. Ủa, chứ sau này thí dụ nó đã xài nhiều qua rồi vậy rồi giờ xài cái quy trình lại nó có sốc không? Không sốc, này cũng đang đón vậy thì giờ bón lại cái ba số 15 lại đi, cân lại đi. Trong đó là đạm lăng kali nè, cho nó cân đối lại. Thì đây cái đó xong rồi hai cây đọt đó, cây đọt này còn hai cây nữa là tới tháng 10 mình đó. Ông Dưỡng phun lên lá cho tôi đều ví dụ như tuần 10 ngày phun đi là đẹp. Ông già hết dám phun nó sẽ tốt á. Cây tốt thì mừng, không tốt mấy ngày này cái vườn của ông ha, nó nói thiệt này vườn của anh ha, thật sự mà nói á anh trồng vậy là đẹp lắm chứ đất cái vườn đất tốt mà nên phèn dữ lắm, phèn dữ lắm em. Ừ, vườn đó rất phèn mà tôi có cái là tôi kỹ là tôi không có gãy phân gì mấy chú à, anh là chuyện đó tôi gãy. Tôi chấp nhận tôi phải trực đối ha. Bởi vì trong kia tôi nó tôi đưa 100 gram mà nặng hết 100 gram. Không có vụ mà bỏ mấy chú rã xuống bốc thôi đi. Đúng đúng rồi. Nó trâu đi không có luôn. Tưới đáng là ok nhưng mà nó cực công. Trời, một ngày trời gì đâu. Mình bỏ hai người làm vậy. Cái đó cái đó mình riêng. Nhưng mà chắc ăn. Tôi dứt khoát là phải cây tôi xử lý vậy chứ tôi không bỏ cái hút rồi. Bỏ chứ cái bởi vì cái lượng cái bèo người ta chuột. Bộ rễ năng dưới lắm, mê dữ. Hoặc không là tôi phải đổ gươm, để gươm một tủ sẵn. Đó. Điện cơ của anh nội cơ thành giật nó ổn hơn, của mình mua cơ động giật nguy hiểm lắm. Không tin phải vô cây trầu cái tiêu động điện.
đột ngột quá tiêu liền luôn, phải quay bụng rồi nó mới ấy được. Mà sao cái chuối nó mê dữ vậy? Tại vì cái chuối ha, ừ. Khi mình đặt cái chuối rồi ha, ừ. Mình đắp dần dần à, cái chuối ha, đầu nó chết, cái đầu nước nó rõ từ từ từ, nó mát cái này nó mát, cho nó nghe vậy đó. Tôi thử nha, cái phần ha, hướng bên này là tôi không đắp chuối, bên này tôi đắp hướng bên này, cách gốc ra khoảng gần 2 mét, chuối là cả kia, chuối một củ nữa rồi, bên này tôi đẩy cỏ, dở lên không có gì, bên chuối này là dở trắng dạ. Lại hai cái đó cái nơi vườn của mình á dạ nơi vườn nào trả lại anh tôi là